Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại cái góc vườn của Huyền. Trời ơi, hôm nay có nhiều cái bông cải ý nó lên tiếp mà cả nhà. Nhìn màu đẹp ghê ha cả nhà ha. Hiền, bởi vì Hiền luôn luôn thích ra vườn là vậy á. Nhìn nó rất là bình yên. Hôm nay thì những cái củ cải này nè, cả nhà nhớ không? Đây, mấy củ bên đây thì Hiền sẽ để dành tiếp. Còn mấy củ bên đây thì Hiền thấy như cả nhà có thể thấy, cái củ này nó to khủng hoảng luôn rồi nè. Còn củ bên đây nó vẫn còn mấy cây ở phía kế bên để phát triển tiếp thì sẽ để nó ở đó. Nhưng mà cái củ này nè cả nhà thấy không? To quá chừng to luôn rồi. Chắc là Hiền sẽ thu hoạch cái củ này quá cả nhà ơi. Đây, cả nhà thấy nó to cỡ nèo nè. So với cái bàn tay của Hiền, trời ơi nó u luôn. Cái giống củ cải này quá chừng thích. Hiền xin mời cả nhà sẽ thu hoạch chung với Hiền. Hiền sẽ nhẹ nhẹ tay để nó còn một cây ở kế bên nó sẽ phát triển tiếp ha cả nhà ha. Đây, ui chà, trời ơi mấy lúc mà thu hoạch là thích nhất luôn á cả nhà. Cả nhà nhìn nè, thấy cưng dễ sợ không? U tròn vo à, u nu hiền muội là đây để vũ cái đất cho nó ra ha cả nhà ha. Đây đây cả nhà thấy không, ở trong thì nó còn mấy cây như thế này nè, thì Hiền sẽ đắp đất lại cho nó, cứ đắp lại cho nó như thế này, hy vọng là nó sẽ phát triển tiếp ha cả nhà. Giống như là kiểu có một củ phát triển lớn rồi thì mấy củ kia không có phát triển được hay sao á. Ủa mà Hiền nhìn thấy ở đây nè, có mấy cái cây con xung quanh, không biết là nó mọc ra thêm hay sao, cả nhà ngủ à, không biết được. Sao Hiền thấy củ lớn rồi mà vẫn còn thêm cây nữa là sao, Hiền không hiểu. Đây cả nhà nhìn nè, so nó với những cái em ở đây thì Hiền thấy cái em này nè cũng gần bằng size của nó rồi nè. Nhưng mà cái em ở trên này thì còn bé nè. Cái chừng nữa mà thu hoạch thì phải thu hoạch cái em ở trên này luôn nè. Không biết cách nào mà thu hoạch để thu cái này mà chừa cái này nữa cả nhà ha, chắc khó à. Đây, hôm nay Hiền sẽ đem cái tỏi này nè, cậu kêu là cõi kiêu lê gì Hiền không biết nữa. Hiền đem ra để Hiền trồng ở đây nè. Ở đây là Hiền trồng thêm một cái hàng củ cải giống như Hiền mới thu hoạch xong nè cả nhà. Rồi xong mà Hiền sẽ trồng tỏi nữa. Đây, cái mớ cải kheo quá trồng tốt nè cả nhà thấy không? Hiền sẽ cắt mớ. Hiền sẽ thu hoạch mớ cải kheo quá chừng tốt nè cả nhà ơi. Wow, cắt cái nó kêu rộp 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 luôn, đã tay dễ sợ. Cái cải kheo này nghe nói là làm được cái bánh chip. Nhưng mà hồi ngày xưa Hiền làm từ cái cải kheo khác, cái lá to hơn, cái dạng cải kheo khác cả nhà. Còn cái này là cải kheo đen. Hiền chưa bao giờ làm bánh chip từ cải này hết trơn, không biết ăn có được không, có làm được giống vậy không. Cái bánh chip đó thì mọi người đưa vô lò nướng, xong rồi cái mọi người cho dầu ăn đồ, miếng gia vị đồ, cái nướng lên. Cái lá này bé quá. Đây, trời ơi cả nhà thấy không, mấy ngày Hiền không muốn thu hoạch kheo, giờ đóng luôn. Ổng rày Hiền thu hoạch kheo nhiều chứ cũng không có ăn nha cả nhà. Cái món cải kheo này không biết cả nhà trồng á rồi ăn ra sao ha. Hiền có ăn thử xào rồi, thấy nó lạ lạ so với khẩu vị của người Việt mình. Wow, nhóc hết trơn luôn. Rồi Hiền cũng có ăn cái dạng như hồi nãy Hiền có nói cả nhà đó, là Hiền nướng lên nó giống như là ăn rong biển vậy đó cả nhà. Nhưng mà ngoài ra thì cũng chưa có ăn nhiều quá nhiều món với cái cải kheo này. Đây, ui trời, mấy cái lá to này Hiền sẽ cắt cho nó ra tiếp. Đây cả nhà thấy không, mấy cái cây này nè, mấy cây thôi là Hiền thấy dư ăn rồi đó cả nhà. Với lại năm nay Hiền hy vọng là mấy cây kheo này sẽ sống lâu. Lá nó bị vàng cắt luôn, tiếng chó sủa. Cả nhà ơi, mấy hổm rài á Hiền đâu để ý mà biết là có mấy trái cà xanh nó ra rồi nè cả nhà. Đây nè, nó ra mà nó ra trộm á, Hiền không thấy, hôm nay Hiền mới thấy đây nè. Mấy trái này còn non nè cả nhà. Cắt luôn. Ui, dễ cắt quá vậy ta. Một trái bên đây,
luôn trái này nữa hết cả nhà. Ôi mấy trái này nhìn ngon quá trời à. Hổm rày lâu rồi không có càng. Hồi lúc mà nó ra quá trời á thì ăn ngán nha. Đây cả nhà nhìn nè, hai trái thiết cưng dễ sợ không. Cái lúc mà nó ra quá trời á thì ăn nó ngán, nhưng mà cái lúc mà nó không ra nữa cái bắt đầu nhớ muốn ăn. Ý cả nhà nhìn nè, bên đây còn trái nè, nó đang ra tiếp cho Hiền nè. Bên đây nữa nè, mấy cây cà cưng ghê trời. Mèn đẹp ơi, đi kiếm thêm cả nhà ơi. Đây nè. Ui úi chà cả nhà ơi, còn ra trộm thêm một trái nữa để Hiền kiếm ở trong đây thử còn không. Nhằm khi ra trộm mà mình không có hay. Ui da, có một trái tím nữa nè. Nhưng mà trái tím đây nè cả nhà, còn trái tím nữa. Nhưng mà trái tím còn bé quá à. Qua cây cà xanh này ra trộm cũng được 3 trái hết rồi. Cùng nhau cắt thôi cả nhà, để Hiền lấy cây kéo. Ôi dạ, đây là cả nhà ơi, cắt ra luôn. Nó cứng. Đây, xong rồi, xong rồi. Ui chà, hôm nay cũng được 3 trái cà. Cái này, ui cả nhà nhìn kìa, cái trái cà tím nó ra nữa kìa. Mấy cây cà tím nhà Hiền nó sai trái giả men luôn á. Đây cũng được 3 trái cà tím, ủa quên, cà xanh để hấp nồi cơm. Cả nhà thấy có tiện lợi dễ sợ không? Kế bên cái cây cà là cái cây hành siêu to, khổng lồ. Cái kiểu này, Hiền hái cái hành vô để làm cà nướng mỡ hành. Ôi ôi mấy cái cây hành này nó to giả men luôn. Cái gốc hành nó to dễ sợ cả nhà ha. Đây chắc như đây đủ rồi quá, được như đây nè cả nhà, khá là to luôn á. Sẵn đây có một cái củ cải đỏ khá là to, Hiền sẽ nhổ nó luôn. Trời ơi mấy cái củ này lúc nào cũng là một câu chuyện kỳ bí hết trơn á, Hiền nói thiệt luôn á. Còn ở đây là cái cây rau dền hay cả nhà. Cái này Hiền không có trồng cả nhà ơi. Cây này cây gì lạ quá, Hiền bứng nó lên nè. Mấy cây rau dền này Hiền không có trồng, là Hiền trồng có một năm duy nhất và nó cứ rớt hạt lại. Cả nhà nhìn nè, nó rớt hạt lại và nó thêm mấy cây nữa nè. Cứ vòng vòng đây là có vài vài cây như thế này. Cho nên thôi Hiền cũng sẽ không có giết nó mà để ăn cả nhà ha. Có thì để ăn. Mấy cây này là cái thân của nó sau này là cứng lắm nha cả nhà. Cái thân của nó, cái rễ, cái rễ của nó sau này là cứng dữ lắm. Đây. Mấy cây rau dền này là nó lì lợm lắm cả nhà ơi, mà nó sống, sức sống rất là mãnh liệt luôn á. Bên đây Hiền sẽ thu hoạch thêm một mớ xà lách. Cái cây này hôm trước Hiền cũng có thu hoạch rồi, nhưng mà hôm nay nó cũng ra lẹ quá cả nhà. Tại vì nó là một chùm, Hiền trồng một chùm thẳng hàng ở đây. Cả nhà nhìn thấy xinh không? Đây nè, vài loại như thế này. Thì cái cách mà Hiền trồng là Hiền trồng thẳng hàng, nhưng mà Hiền phối hợp với cả nhà. Tại vì Hiền, gia đình của Hiền không có đông người quá. Cả nhà thấy không? Đây, Hiền trồng là Hiền trồng thẳng hàng, nhưng mà Hiền phối hợp giống như là một hàng vậy, có khi là hai giống cây. Tại vì gia đình của Hiền không có ăn nhiều một loại rau quá cả nhà. Nếu mà trồng một loại mình đâu có ăn hết đâu, như trồng gì mà Hiền ăn còn không hết nữa. Cho nên như vậy nó sẽ rất phí. Nhìn trồng gì cũng đẹp quá cả nhà ha. Đây, xinh dễ sợ luôn chứ. Nhiều mèo. Sẵn ở đây Hiền ngắt vài cái bông cải Ý. Nhà thấy không, ngắt gì là nó còn non là nó đi dễ dàng nè. Cái bông cải này chắc xào ăn cũng ngon lắm mà ta ơi. Đây, nhầm cái nó lên như thế này. Thấy không? Ngắt không đi là nó hơi già đó. Nhưng mà khúc trên thì ăn vẫn được hết cả nhà. Đây, còn mấy cái này nhỏ quá Hiền sẽ để lại. Bây giờ Hiền sẽ đi săn mấy cây rau dừa, rau cần mọc trong vườn của Hiền cả nhà. Với lại rau dấp cá. Hiền sẽ nhổ mấy em này để ăn, sẽ nhổ thường xuyên hơn. Đây nè cả nhà, mấy cái em này mọc ở vị trí hơi nắng cho nên nhìn mấy em sẽ không có xanh bằng mấy cái em mọc ở trong mát. Tại vì rau dấp cá là nó thích chỗ mát mà. Đây. Cái rau cần sống này ha, rửa để ăn với lại khô cái dưới chiên với cơm.
hết sảy đối với Hiền. Đối với Hiền cái món đó là rất là ngon luôn. Ui chà, đây là cái kết cả nhà ơi. Buổi chiều ra vườn sương sương cái là một rổ siêu to khổng lồ rồi. Thôi Hiền cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này. Hẹn là cả nhà phim sau ngày mai. Chúc cả nhà có một ngày mới thật vui và bình an. Bye bye.